Hiện nay, bệnh yếu sinh lý dẫn đến tình trạng vô sinh hiếm muộn con cái đang là một trong những cái vấn đề thường hay gặp của rất nhiều anh nam giới. Và điều này nó cũng làm ảnh hưởng rất nhiều đến hạnh phúc gia đình. Chính vì thế nên trong video ngày hôm nay, em Hoa sẽ đi review cho mọi người một cái sản phẩm dành riêng cho các anh nam giới. Có công dụng tăng cường sức khỏe sinh lý và hỗ trợ chức năng sinh sản, giúp cho tinh trùng được khỏe mạnh hơn, giảm cái tình trạng vô sinh hiếm muộn ở nam giới. Đó chính là sản phẩm Oyster Plus Ginseng. Đây chính là một cái sản phẩm hiện tại đang rất là hot trên thị trường. Những cái công dụng của sản phẩm mà em Hoa vừa nói ở trên đều dựa vào những cái phản hồi thực tế của khách hàng, tức là những người đã trực tiếp sử dụng cái sản phẩm này, chứ không phải là em PG cho cái sản phẩm này để nhằm mục đích bán hàng. Em Hoa là người kinh doanh, nhưng em chỉ phân phối những cái sản phẩm tốt, hiệu quả cao và vì lợi ích người tiêu dùng, chứ em không bao giờ thần thánh hóa cái hiệu quả của sản phẩm lên để bán hàng ạ. Nên em Hoa mong rằng mọi người sẽ hiểu cho em điều đó ạ. Bởi vì nếu như em Hoa nói không đúng sự thật thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái uy tín mà em đã mất rất nhiều thời gian và công sức để gây dựng. Cho nên mọi người cứ yên tâm rằng tất cả những cái sản phẩm mà em Hoa review thì đều là những cái sản phẩm mà em đã dành rất nhiều thời gian để tìm hiểu qua đánh giá của khách hàng. Và đặc biệt hơn, đó chính là cái review về sản phẩm Hào Oyster Plus Ginseng. Về nguồn gốc của sản phẩm này thì nó đến từ một thương hiệu của Úc, thương hiệu Good Health. Nói chung, nói về cái sản phẩm này thì em Hoa nghĩ rằng rất là nhiều người biết đến nó, bởi vì thực chất đây là một cái thương hiệu thực phẩm chức năng rất là đình đám của Úc. Sản phẩm này là hàng nội địa nhé. Nói đến hàng Úc ấy, thực sự là em bị nghiện, bởi vì hiện tại em đang dùng rất là nhiều những cái sản phẩm của Úc. Nó cực kỳ tốt mà giá cả thì không hề đắt một chút nào. Ở trong cái sản phẩm này thì hiện tại em Hoa thấy nó có hai thành phần chính. Đó chính là một là tinh chất hàu 350mg. Đây là dạng hàu thủy phân, tức là dạng hàu này đã được tách hết kim loại nặng rồi. Thứ hai đó là kẽm 7mg. Tức là trong một viên hàu Úc như thế này thì sẽ có chứa 350mg tinh hàu và 7mg kẽm. Như mọi người đều biết ý, thì hàu nó là một loại hải sản rất là tốt cho sức khỏe sinh lý của nam giới, bởi vì hàu rất là giàu protein, sắt và các loại vitamin nhóm B, nhóm D. Và hơn nữa, trong hàu biển nó có một cái thành phần rất rất là quan trọng đối với sức khỏe và sinh lý của nam giới, đó chính là kẽm. Không chỉ tốt cho sinh lý mà nó còn đặc biệt tốt cho sinh sản, tức là nó giúp bồi bổ và nuôi dưỡng tinh trùng. Đối với sức khỏe thì kẽm cực kỳ tốt cho não. Nó kiểu như là một loại thuốc bổ não ấy, tức là nó sẽ giúp cho bộ não được khỏe mạnh hơn. Và với những người bổ sung kẽm đầy đủ ấy, thì chắc chắn sẽ rất là ít gặp những cái bệnh về đường ruột và ăn uống sẽ cảm thấy là ngon miệng hơn rất nhiều. Bên cạnh đó thì nó còn có hiệu quả rất là cao trong việc tăng cường sức khỏe sinh lý, giúp bổ thận tráng dương. Nó còn giúp cho các anh nam giới khỏe hơn, cảm xúc nhiều hơn khi gần gũi với vợ hay với người yêu của mình. Ngoài ra thì nó cũng là một cái nguyên tố rất là quan trọng, bởi vì nó có thể ngăn ngừa của nguy cơ mắc bệnh viêm tuyến tiền liệt. Và một cái công dụng của kẽm mà em Hoa muốn nhấn mạnh đến mọi người, đó chính là nó có công dụng sản sinh ra nhiều tinh trùng, giúp cho tinh trùng được khỏe mạnh hơn, nên giảm được nguy cơ bị vô sinh, bị hiếm muộn ở nam giới. Mẹ em Hoa thấy dường như hiện nay cái vấn đề vô sinh hiếm muộn nó rất là phổ biến. Nguyên nhân dẫn đến vô sinh là các bệnh lý nghiêm trọng khác thì em Hoa không nói. Nhưng mà cái điều em muốn nhấn mạnh ở đây là có rất là nhiều anh bị vô sinh, bị hiếm muộn do gặp vấn đề yếu sinh lý. Hoặc là có rất là nhiều trường hợp bị vô sinh do tinh trùng loãng, tinh trùng yếu, di chuyển chậm dẫn đến khó đậu thai. Thực chất ra thì những cái vấn đề trên đều có thể khắc phục được nếu như các anh kiên trì điều trị và điều trị sớm. Đừng đến quá muộn thì mới điều trị thì chắc chắn là sẽ không mang lại hiệu quả cao và cũng tốn kém rất là nhiều chi phí. Một cái ưu điểm mà em Hoa thích nhất ở cái sản phẩm này đó là tinh hàu ở đây nó không như là cái sản phẩm tinh hàu khác, mà nó được sản xuất theo công nghệ hiện đại nhất của Úc, tức là nó đã được tách bỏ hết những cái kim loại nặng như là chì hay là thủy ngân, cho nên khi dùng lâu dài thì chắc chắn là cực kỳ an toàn cho sức khỏe ạ. Có một số người nghĩ rằng thay vì uống tinh chất hàu, thực phẩm chức năng tinh hàu, thì mọi người có thể ra chợ mua hàu sống về ăn. Đương nhiên cái việc ăn hàu rất là tốt, rất là bổ dưỡng, nhưng mà trong một con hàu sẽ có chứa rất là nhiều những cái kim loại nặng bởi vì nó sống ở biển, ví dụ như là chì hay là thủy ngân hay sắt. Thì nếu như mà mọi người ăn ít thì không vấn đề gì, nhưng ăn nhiều thì chắc chắn là nó sẽ không có lợi sức khỏe đâu ạ. Đây cũng chính là lý do mà các sản phẩm tinh chất hàu như thế này ra đời. Nhưng mà đương nhiên thì không phải cái sản phẩm tinh hàu nào cũng giống cái sản phẩm này, tức là không phải sản phẩm nào cũng được xử lý bỏ đi kim loại nặng. Thế nên mọi người cần chú ý giúp em điều này, tức là khi mà mình chọn sản phẩm tinh hàu để uống ý, thì mọi người nên chọn những cái sản phẩm tinh hàu đã được xử lý qua công nghệ thủy phân nhé. Nói tóm lại ý, đối với cái sản phẩm này thì em Hoa thấy khách hàng phản hồi lại là nó mang lại một số những cái hiệu quả thực tế như sau.
hiệu quả đầu tiên, tức là nó có công dụng là tăng cường sinh lực cho đàn ông, tăng cường sức khỏe sinh lý cho các anh nam giới một cách tự nhiên. Tức là khi uống cái sản phẩm tinh hoàn này rồi thì các anh sẽ không còn phải dùng những cái thuốc hỗ trợ như là Viagra hay là thuốc cường dương. Nhưng mà đương nhiên những trường hợp bị nặng ấy thì chắc chắn là sẽ phải cần có một cái thời gian để cho cái tinh hoàn nó thẩm thấu và nó tác dụng ạ. Công dụng thứ hai mà em Hoa đang kể đến ở đây đó chính là nó tăng cường số lượng tinh trùng, tăng cường chất lượng tinh trùng, giúp cho tinh trùng được khỏe mạnh hơn, giảm nguy cơ bị dị tật tinh trùng, nên giúp hỗ trợ điều trị bệnh lý vô sinh hiếm muộn. Đối với những cái anh nam giới mà bị cái vấn đề yếu sinh lý lâu năm hay là bị vô sinh hiếm muộn lâu năm rồi thì các anh để mà tăng cái hiệu quả cao hơn thì các anh có thể uống cho em một cái sản phẩm một bộ như thế này. Đây là hàu kết hợp với lại multivitamin Blackmore của Úc. Đây chính là một bộ đôi điều trị bệnh yếu sinh lý và vô sinh hiếm muộn. Cái sản phẩm Multi Blackmore dành cho nam thì cũng là một cái sản phẩm cực kỳ nổi tiếng đấy ạ. Trong cái video ngày hôm nay thì em Hoa không có thời gian nên em Hoa không thể nói kỹ về cái sản phẩm này được. Thì hẹn mọi người những cái video sau thì em Hoa sẽ nói kỹ về cái sản phẩm này hơn. Nhưng mà em sẽ nói qua một chút. Cái thành phần của Blackmore ấy, thì trong cái Multi này nó có đầy đủ tất cả những cái loại vitamin cần thiết cho sức khỏe và sinh lý rồi sinh sản của nam giới, cho nên là cực kỳ tốt. Ở đây phải có mấy chục loại vitamin đấy ạ. Có cả kẽm, cả sắt, có cả biotin, folic acid. Nói chung là rất là nhiều những cái loại vitamin cần thiết cho sức khỏe, cho sinh lý và sinh sản của nam giới. Để tăng cái hiệu quả của việc điều trị yếu sinh lý hay vô sinh hiếm muộn, hay để giảm ngắn đi bớt cái thời gian để mà chúng ta phải chờ đợi kết quả ấy, thì mọi người uống cho em một bộ đôi như thế này. Đây là tinh chất hàu và đây là cái dòng Blackmore Multivitamin của Úc. Cái sản phẩm này thực sự rất là tốt bởi vì thực sự nó đến từ một thương hiệu Blackmore cực kỳ nổi tiếng của Úc. Đối với sản phẩm này thì trong cái video lần này thì em Hoa sẽ không nói sâu bởi vì thực tế thì em cũng không có nhiều thời gian. Hẹn mọi người với những cái video sau thì em sẽ nói kỹ về cái sản phẩm này hơn. Nhưng mà ở trên cái bảng giá trị thành phần ý, nó có tất cả là gần 30 loại vitamin. 30 loại vitamin này thì nó cực kỳ tốt cho sức khỏe, cho sinh lý, cho sinh sản của nam giới ạ. Thực sự rất là tuyệt vời khi mà mọi người uống một bộ đôi thế này ạ. Nhất là những cái anh nào mà đang chuẩn bị sinh con này, hay là đang bị vấn đề về tinh trùng yếu, tinh trùng loãng này, hay là yếu sinh lý thì nên dùng xem bộ như thế này nhé. Em Hoa nhớ nhiều như thế không phải là em đang PG được cái sản phẩm của mình bán, mà thực sự cái điều này đã được rất là nhiều khách hàng kiểm nghiệm. Em ví dụ đơn giản cách đây hơn một tháng có một anh khách hàng ở Bắc Giang, anh ấy gọi đến cảm ơn bên em. Thực sự rất là xúc động, em cũng xin kể lại cho mọi người nghe về câu chuyện của anh ấy ạ. Anh này thì bị vô sinh hiếm muộn suốt 4 năm trời. Nghĩa là đi khám và đi xét nghiệm ấy, thì bác sĩ nói anh ấy bị tinh trùng loãng và di chuyển rất là chậm nên khả năng khó thụ thai. Anh cũng đã điều trị qua rất là nhiều loại thuốc và thực sự tốn kém rất là nhiều tiền. Theo như anh ấy kể bên Hoa trong suốt 4 năm đấy thì anh ấy đã đi điều trị rất là nhiều nơi, uống thuốc Bắc, thuốc Đông Y, rồi thuốc Nam, rồi Tây Y. Nói chung là ai cái giới thiệu là anh ấy đều tìm đến và đều điều trị ở đấy. Thế nhưng mà cũng tốn, nói chung là tốn khá là nhiều tiền. Thực tế là anh ấy kể là anh ấy tốn mất gần 200 triệu rồi nhưng mà chưa giải quyết được cái vấn đề gì cả. Và sau một lần tình cờ đi khám thì anh ấy được một ông bác sĩ giới thiệu cho uống cái sản phẩm Oxy Platin C cộng với cả cái sản phẩm Black Multivitamin for Men. Thì khi đấy anh ấy bảo là anh cũng lên mạng rồi tìm bên em vì cũng không biết là mua cái sản phẩm này ở đâu và cũng không biết là mua hàng chính hãng như thế nào vì sợ rất là sợ hàng giả. Thì sau khi uống cái sản phẩm này của bên em ấy, một bộ như thế này được 6 tháng ấy, nó cũng là một cái điều là em Hoa nói rất là may mắn. Sau khi uống 6 tháng thì vợ anh ấy đã có bầu bé trai. Và hiện giờ ấy, còn 2 tháng nữa là vợ anh ấy sinh rồi. Mà trong cái quá trình đi siêu âm ấy, thì bác sĩ nói là em bé trộm vía là khỏe mạnh và phát triển rất là bình thường. Thực sự là cái câu chuyện em vừa kể cho mọi người nó không phải là em nói cho vui đâu, hay là em nói tốt cho cái sản phẩm của em bán để cho mọi người tin tưởng em. Nhưng mà đó là câu chuyện hoàn toàn có thật ngoài đời thường. Không phải là một mình cái anh khách ở Bắc Giang đấy mà còn có rất là nhiều những cái anh khác nữa. Tuy rằng mỗi một người tìm đến cái sản phẩm này với một mục đích khác nhau, thế nhưng mà hầu như tất cả mọi người đều hài lòng. Đương nhiên là cái việc uống cái sản phẩm này cần phải có thời gian. Cần phải có thời gian thì mới thấy được kết quả ạ. Cho đến bây giờ khi nhắc lại cái trường hợp cái anh khách hàng đó thì em Hoa vẫn có cảm giác là vui sướng lâng lâng. Bởi vì em vui cho gia đình anh ý và em cũng thấy yêu luôn cái sản phẩm của mình đang kinh doanh. Bởi vì em đã chọn đúng cái sản phẩm tốt để mang lại giá trị cho mọi người. Ngoài ra thì em Hoa còn thấy còn có rất là nhiều anh, nhiều bác có tiền sử bị đi tiểu đêm. Phản hồi lại là sau khi uống 1 đến 2 tháng cái sản phẩm này thì cái tình trạng đi tiểu đêm được cải thiện rất là nhiều.
và uống thêm kiên trì thì có thể điều trị dứt điểm. Nhưng mà thông thường để mà có thể điều trị dứt điểm là tình trạng yếu thận đến tiểu đêm ấy, thì mọi người phải uống 5 cái sản phẩm này, 5 lọ như này. Sản phẩm này dành cho những anh đang bị yếu sinh lý, bị suy giảm chức năng sinh lý, bị rối loạn cương dương, bị liệt dương, bị yếu thận. Thứ hai là những trường hợp bị hiếm muộn, bị vô sinh do tinh trùng loãng, tinh trùng yếu hoặc là tinh trùng di chuyển chậm. Và ngoài ra thì những ai đang có dự định sinh con hoặc là muốn sinh con trai thì nên sử dụng cái sản phẩm này, chắc chắn là rất hiệu quả luôn ạ. Về cách sử dụng ấy thì mọi người uống cho em 2 viên trên một ngày. Một lọ như thế này mọi người có thể uống được 1 tháng ạ. Đây là một lọ 60 viên nhé. Về giá thành của sản phẩm này thì em Hoa thấy so với những các sản phẩm tinh hầu khác hay là so với những các sản phẩm sinh lý khác thì nó không hề đắt đỏ một chút nào. Giá của nó dao động tầm khoảng trên dưới 400 nghìn ạ. Nhưng mà mọi người lưu ý giúp em là phải mua đúng hàng chuẩn nhé, bởi vì cái sản phẩm này rất là nhiều hàng giả luôn ạ. Kết thúc video ngày hôm nay thì em Hoa hy vọng rằng sau khi xem cái video này thì mọi người có thể biết được những cái thông tin cơ bản liên quan đến sản phẩm tinh hầu Oyster Plus Gen C. Thực sự là nếu như muốn tìm một cái sản phẩm tốt để mà tăng cường sinh lý và tăng cường chức năng sinh sản thì mọi người đừng có bỏ qua cái sản phẩm này ạ. Nếu như mọi người cần mua sản phẩm hầu chính hãng thì có thể liên hệ bên em Hoa qua số điện thoại 0985 229900, hay nếu như muốn tham khảo những sản phẩm thực phẩm chức năng chăm sóc sức khỏe khác mà bên em Hoa phân phối thì mọi người có thể truy cập vào website hoabeauty.vn. Và em Hoa mong rằng mọi người đừng quên ấn like, ấn subscribe ở mỗi video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.